Vâng, Xuân Hợp xin mến chào tới toàn thể anh em và các bạn đang theo dõi kênh xe máy Xuân Hợp của mình. Thì đối với những các cái dòng xe máy mà khi anh em và các bạn ta đang sử dụng thường ngày, mà khi anh em và các bạn ta gặp phải cái tình trạng mà khi xe của anh em và các bạn ta để qua đêm, thì sáng mai dậy thì anh em và các bạn ta khởi động xe đề hoặc đạp thì rất chi là khó nổ, hoặc là xe của anh em và các bạn ta khi nổ lên, anh em và các bạn ta ga thì máy sẽ tắt. Vậy thì video này mình cũng có một cái mẹo nhúa để chia sẻ lên cho anh em và các bạn để ta cùng nhau áp dụng khi xe anh em và các bạn ta gặp phải cái tình trạng này. Thì đối với những các cái dòng xe máy, nhất là cái khu vực miền Bắc của mình, về cái thời tiết mùa lạnh thì nó lại sẽ gặp rất chi là phổ biến. Thì muốn khắc phục được cái tình trạng như mình vừa nói thì điều đầu tiên anh em và các bạn ta hãy dựng chân chống giữa của xe lên. Đấy, anh em và bạn ta lưu ý, ta dựng chân chống giữa của xe lên và ta không bật chìa khóa xe. Sau đó anh em và các bạn ta dùng cần khởi động ta đạp khoảng tầm 10-15 cái hoặc có thể hơn, để nhằm cái mục đích là nó bơm dầu lên trên những các cái đường pin và cục hơi hay là đầu bò. Hai nữa là để nó tạo cái áp lực cuồng đốt để xe của anh em và các bạn ta nóng máy lên. Sau đó anh em và các bạn ta bật chìa khóa lên và anh em và các bạn ta đẩy hoặc ta đạp xe nổ lên. Và sau đó anh em và các bạn ta lưu ý, khi xe của anh em và các bạn ta nổ lên được rồi thì anh em và các bạn ta giữ cái ga đăng ti cầm chừng khoảng tầm 10 tới 15 phút để cho xe máy nó nóng lên. Và hai nữa là đường nhớt nó bơm lên trên những đường pin và cục hơi, thì đấy là xe của anh em và các bạn ta sử dụng bình thường. Và anh em và các bạn xin lưu ý, khi xe nổ lên thì anh em và các bạn ta hãy để cho nổ 10-15 phút để cho máy nó nóng lên. Tuyệt đối anh em và các bạn không được ga thốc lên luôn. Nếu ga thốc lên thì nó sẽ có cái tình trạng là chết buji ngay lập tức. Cho nên anh em và các bạn ta hãy áp dụng cái biện pháp này. Và anh em và các bạn ta xem video của mình mà thấy hay và hữu ích thì nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình để ta theo dõi những video mới trong kênh. Xin chúc anh em và các bạn ta luôn luôn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.